Trong bối cảnh các dòng xe ô tô điện cũng như là xe động cơ hybrid đang ngày càng biết tới nhiều hơn tại thị trường Việt Nam, thì những dòng xe động cơ đốt trong vẫn đóng một vai trò quan trọng đối với thị trường xe Việt Nam. Đến với triển lãm Việt Nam Auto Show lần này thì rất là nhiều hãng xe đã giới thiệu ra thị trường những mẫu xe mới. Và sau đây là những dòng xe nổi bật nhất và đáng chú ý nhất tại triển lãm lần này. Và mẫu xe đầu tiên trong danh sách xe mới tại triển lãm năm nay là chiếc Volkswagen Touareg. Thực tế thì mẫu xe này đã xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2018. Tuy nhiên ở thời điểm đó thì xe vẫn chưa được bán ra chính thức. Đến với triển lãm năm nay thì xe đã được bán ra thị trường Việt Nam với hai phiên bản là Elegant và Luxury với giá bán lần lượt là 3 tỷ và 3,4 tỷ đồng. Được định vị là dòng xe cao cấp nhất của Volkswagen nên là Touareg được trang bị những vật liệu sang trọng cũng như là các tính năng thuộc hàng cao cấp nhất của hãng xe này. Cụ thể thì chúng ta có thể thấy là cụm màn hình giải trí có kích thước 12,3 inch. Trước mặt thì chúng ta cũng có một màn hình kỹ thuật số. Ngoài ra thì cần số điện tử, phanh tay điện tử. Và phiên bản cao cấp nhất sẽ có trang bị cửa sổ trời panorama. Có mặt tại thị trường Việt Nam thì Touareg sẽ được trang bị một loại động cơ là 2.0 lít tăng áp, có công suất là 251 mã lực đi kèm với 370 Nm moment xoắn, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động hai cầu 4 bánh toàn thời gian. Là một mẫu xe SUV cao cấp nên là kích thước của xe phù hợp cho những gia đình 7 người và được trang bị 3 hàng ghế. Với giá bán là hơn 3,4 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất thì đây là một lựa chọn xứng tầm cho những người muốn phục vụ gia đình một cách thoải mái nhất. Và mẫu xe thứ hai trong danh sách này đó chính là chiếc Subaru Forester. Đây là phiên bản nâng cấp của chiếc Forester đã từng được bán ra tại thị trường Việt Nam. Và với phiên bản nâng cấp này thì ngoại hình xe đã được cải tiến với phần đèn pha được thay đổi cũng như là phần cản trước mới. Trong khi đó thì phần kích thước xe cũng không có gì thay đổi và phần đèn hậu cũng như là phần cản sau của xe cũng sẽ có thiết kế tương tự như là phiên bản cũ. Ngoài ra thì bộ mâm của xe trên phiên bản tiêu chuẩn cũng vẫn là cái thiết kế đa chấu, có kích thước là 17 inch, các phiên bản cao cấp hơn thì sẽ có kích thước là 18 inch. Ngoài ra thì xe cũng có một nâng cấp quan trọng khác nằm ở hệ thống an toàn EyeSight 4.0. Thì với hệ thống mới thì xe sẽ có những hỗ trợ an toàn chủ động hiệu quả hơn cũng như là làm việc tốt hơn so với phiên bản cũ. Ngoài những thay đổi ở phần bên ngoài thì hầu như thiết kế ở bên trong nội thất của Subaru Forester mới cũng không có gì thay đổi so với phiên bản cũ. Vẫn là kiểu thiết kế nội thất màu đen cho toàn bộ ghế cũng như là phần táp lô. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có khả năng vận hành cũng được giữ nguyên với động cơ 2.0 lít đi kèm với hộp số tự động CVT. Và tại thị trường Việt Nam thì Subaru Forester sẽ cạnh tranh với những đối thủ cùng phân khúc như là Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR-V hay là Mitsubishi Outlander. Và ở phiên bản mới thì Subaru Forester sẽ có giá bán từ 969 triệu đồng cho tới 1,2 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất. Và mẫu xe đáng chú ý cuối cùng trong danh sách xe thương mại tại triển lãm Việt Nam Motor Show năm nay là chiếc Honda Civic Type-R. Đây là một phiên bản hiệu suất cao của dòng xe Honda Civic đã từng rất quen thuộc đối với khách hàng Việt Nam. Và những điểm khác biệt của chiếc Civic Type-R đầu tiên có thể kể đến là sức mạnh động cơ, được trang bị động cơ 2.0 lít tăng áp có công suất lên tới 315 mã lực đi kèm với moment xoắn 420 Nm. Điểm khác biệt ở ngoại hình đến từ thiết kế thể thao hơn so với Civic thông thường với cụm lưới tản nhiệt dạng tổ ong được sơn đen. Ngoài ra thì bốn hốc bánh của xe cũng được mở rộng đi kèm với kích thước mâm lớp kích cỡ lớn với kích thước mâm lên tới 19 inch và lớp thể thao Michelin. So với các phiên bản Honda Civic thông thường thì đối với phiên bản hiệu suất cao Type-R của Civic, xe được thiết kế theo phong cách hatchback chứ không phải là phiên bản sedan. Để tô đậm phong cách thể thao thì xe được trang bị cánh hướng gió phía sau cỡ lớn. Ngoài tính thẩm mỹ còn mang lại sự đậm chắc hơn khi xe vận hành ở tốc độ cao. Là một mẫu xe đậm chất thể thao nên là phần nội thất của Honda Civic Type-R cũng được mang một phong cách khác lạ so với những cái chiếc Civic thông thường. Đầu tiên thì có thể thấy là hệ thống ghế là hệ thống ghế ngồi thể thao được bọc một loại vải màu đỏ. Ngoài ra thì vô lăng cũng được bọc da lộn kết hợp với những đường chỉ màu đỏ. Cuối cùng thì cụm cần số là hộp số sàn 6 cấp với cái phần tay nắm bằng kim loại tạo ra cái sự kích thích khi lái xe. Honda Civic Type-R hứa hẹn sẽ được bán ra chính thức tại thị trường Việt Nam
Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì mẫu xe này vẫn chưa có giá bán cụ thể. Mặc dù vậy thì nhiều người dự đoán mức giá của chiếc xe này nó sẽ nằm ở mức là trên 2,2 tỷ đồng.